Đúng rồi. Thì cô chú anh chị ơi, thì hôm nay Nhàn với Thanh Hồng hiện tại giờ này cũng đã là 9:30 rồi cô chú anh chị. Thì chào tất cả khán giả kênh Thanh Hồng nha. Chào tất cả kênh hai kênh luôn, Thanh Hồng Nhàn Cục. Thì bây giờ như thế này cô chú anh chị, hai anh em Nhàn thì nhận được thông tin từ gia đình, nhờ đến hai anh em đến để chia sẻ hoàn cảnh. Thì nói thật với cô chú anh chị luôn, đây hai anh em Nhàn nhìn thấy thì chú cũng đang là ngàn căng keo sợi tóc rồi, anh thấy đúng không? Chú giữ thở hơi lên thôi, chỉ còn phút giây thôi. Thì hai anh em Nhàn được gia đình đến để chia sẻ, nhờ đến để chia sẻ thì hai anh em mình sẽ vô để hỏi hoàn cảnh gia đình như thế nào, rồi anh em mình có giúp được cái gì á thì cũng chia sẻ với hoàn cảnh gia đình. Thì anh Hồng thì cô chú anh chị cũng biết rồi, anh cũng luôn đồng hành với Nhàn một thời gian rất là dài trong những chuyến thiện nguyện, mà hiện tại bây giờ đây là quê hương, đây là cũng quê hương của hai anh em, nên là hai anh em cũng sẽ cố gắng. Con có ghế không, lấy cho chú hai cái ghế nha. Lấy ghế ở ngoài ngoài vậy đó, lấy cho hai chú hai cái ghế đi. Dạ. Cô ơi, cô có thể kẹp dùm con cái mít vô trong cái đây đây cô. Đó. Rồi, cảm ơn con nha. Cảm ơn. Con gái lên ngồi đi con. Nè, con lên đây. Cho con hỏi là cô thứ mấy à? Thứ ba. Chú cũng thứ ba. Ông thứ năm. Mẹ thứ ba, có đứa em hy sinh nữa. Là cái này là cháu nội. Dạ. Thì cô ơi, cho con hỏi hồi chiều thì con có nhờ một cái cuộc gọi của con dâu cô á, thì cũng có gọi cho hai anh em con nhờ xuống có thể hỗ trợ cho gia đình hoàn cảnh. Thì chú bị cái này bao lâu rồi cô, từ cái lúc mà chú hôn mê cái này nè? Mê là 4 ngày. 4 ngày hả? Cái bệnh của chú là bị sao cô? Bị tai biến tiểu đường. Tai biến luôn hả? Tai biến là tiểu đường. Dạ. Bây giờ đâu biết gì nữa đâu không cô? Giờ đâu biết gì đâu. Có vợ con không? Con đứa nữa. Chú phát bệnh lâu chưa cô? Phát bệnh mới phát bệnh thì lâu rồi, mà hôn mê mới 4 ngày đó. Đi đâu được đâu, nuôi vậy hoài luôn mà không có tiền đi bệnh viện. Giờ hiện tại là cái nhà này là nhà của nhà mà người ta cho mượn đất ở rồi cất ở gì đó. Dạ. Mượn cất ở gì đó. Dạ. Chú là mới đi bệnh viện gần nhất đây là bệnh viện nào cô ba ha? Viện huyện Gạch Gán. Cần Thơ mình đó ha. Dạ. Thì bác sĩ trả về hay sao cô? Không có tiền rồi đi xin về. Xin về. Không có tiền xin về chứ. Phải người ta chạy. Nhưng cho con hỏi cái tại sao trước cái lúc đó đó gia đình mình không cố gắng mà để tìm số của anh em tụi con. Thì đó vậy đâu có biết cái gì đâu. Không biết gì ha, có con dâu nó mới biết rồi ở đâu bệnh đi từ thiện đâu đó. Người dâu biết rồi nó mới xin số rồi chuyển qua đây mới đưa rồi mới điện. Tại vì con cũng nói thiệt với cô luôn. Biết. Anh em tụi con ví dụ như có cái thông tin từ đầu á thì lúc chú còn khỏe ha, thì có thể anh em tụi con đến để giúp cho có một cái điều trị cho chú. Nhưng mà bây giờ là chú nặng cái này rồi thì con nói thiệt con bao nhiêu tiền chắc con nghĩ là cũng không thể nào xử lý được. Nè, hết đau xót của chú anh chị. Bây giờ con thì con nói thiệt với cô luôn, xuống thì thấy cái nhà thì chắc chỉ để cái nhà này mà mùa mưa rồi nó có giọt không cô? Giọt. Giọt hả? Thấy quá trời luôn, te tua cho cu su đồ đang ấy lên đang đừng giọt. Cô con hỏi cô là được mấy người con cô? Được 5 đứa mà đứa nào cũng nghèo hết trơn, không có đứa nào giàu chứ. Dạ, đi phạm nhà đi làm đi làm trơn không có ai nhà chứ, có vợ đồ đi hết này. Dạ. Có thằng thứ ba ở chỗ ở đó rồi nó có vợ rồi nó thôi vợ nó về đây ở. Đi biển rồi mới có 10 ngày bị bắt luôn tới giờ. Trời ơi, là ba con bé này hả? Là anh đó cũng chỉ có một đứa con thôi. Con đứa một, con nhỏ này nè, giờ học hành đồ nó xin không à. Xin sổ, xin sách, xin người cho mớ thầy giáo cho gì, cho người mớ vậy đó. Người cho này, người cho kia vậy đó. Rồi là sao mà anh bị bắt không? Đi biển, rồi đi bên nước ta đó. Đi cào đó, đi cào banh long đó, rồi bị bắt. Cái đó hình như là cũng đi xa qua bên nước người ta mới bị bắt. Mà con nghe nói hình như là
khi bị bắt như vậy á, là sẽ bị kêu vào đòi chi tiền chuộc đúng không con? Đòi tiền chuộc mà nay không có tiền rồi giờ bắt ở tù. Năm một năm mấy rồi hả? Rồi khi mà chú không bị cái này thì chắc anh cũng đâu có biết hả? Không liên lạc gì được bên đó luôn. Không. Đâu biết đâu. Đâu biết nữa, đâu hay biết gì đâu, đâu mà cả năm ngoài rồi đâu biết gì đâu. Chú năm nay là 63 tuổi rồi. 63 tuổi rồi. Quá đau xót, hợp với cô chú anh chị luôn nhàn thì con cũng trình bày với cô luôn là cháu cũng mới xuất hiện hồi 11 giờ trưa nay. Mà vô tình không biết sao chiều nay mà khi mà cái lúc mà con gọi á, con kêu gọi mà để nhìn thấy cô ngồi với chú á, thì con nhìn một cái một là con tức tốc con đi luôn. Con có tính đến ngày mai cháu mới xuống, nhưng mà thực chất là cháu không có cầm lòng được cô ạ. Cô ba thấy xót quá trời xót cho chú. Kêu đi quay về lúc mà nằm giống nghỉ mệt lúc bị tao biết áp luôn. Anh hả? Anh mệt, em kêu về, nó kêu về trước á. Dạ. Vừa về tới nhà luôn, vừa đi lại luôn anh điện anh vậy. Ừ. Chưa tắm nữa. Chưa, nó về tới nhà là ấy chạy luôn. Thì bây giờ anh Thanh Hồng ơi, em tính như thế này nè, anh xem như thế nào để hỗ trợ cho chú. Cô ơi, mà cho con hỏi thôi, nó là hình như cô ở đây không có đất luôn hả? Không có miếng nào nha, ở đậu hồi đó tới giờ luôn à. Rồi chú mắc cái này là bây giờ mình tính sao cô? Tính bây giờ thiêu chứ đâu có chỗ đâu mà chưa. Tính thiêu chứ không. Vậy có là chỗ. Gia đình mình có quyết có quyết định vấn đề đó trước rồi đúng không? Thì bây giờ theo anh nè. Hồi nãy thì anh có gọi anh. Có không? Hồi nãy rồi. Ở Cà Mau. À. Thì anh cũng có nói, anh có hỏi coi là trong đây đường xá đâu có đi vô xe bốn bánh vô được không? Dạ. Anh có nói vô được một khúc á. Thì có để rồi chút anh đang hỗ trợ ở dưới học viện á. Dạ. Anh vô một chút xíu rồi gọi lại cho anh. À, cô ơi, ví dụ như mà xe mà câu tòa anh Thanh Hồng á, anh có xin được cho một mình gia đình mình có áo quan để cho chú nghỉ ngơi á, thì không tới được á, xe không vô được thì mình có phương tiện xuồng để mình hỗ trợ vô được, chở vô được không cô? Thì bây giờ bao đồ chứ sao, bây giờ mình không có xuồng, không có máy nữa rồi sao rồi phải bao là đồ không có xuồng máy luôn, không xuồng máy hư hết rồi. Trời ơi thiệt. Còn gì nữa thì bây giờ anh cái đường bên trong này là 3 mét thôi, 3 mét mà cái có cái cầu á, đi chín cầu được. Chín cầu, cầu đi qua không có đường. Anh hồi nãy nói đường cầu kéo chạy vô đường này được, nhưng mà vô tới kia là dính cái cầu. Tới nhà ông tính à, nếu mà dính, nếu mà lỡ chạy tới đó dính thì ở đây chuyển xuồng, chuyển xuồng nó gần tới đó. Tới trên này là chỗ nông trường dừa nè. Dạ. là có cây cầu trên đó đi qua không được. Thì bây giờ em tính như thế này nè, anh theo anh thấy như thế nào ha, thì em sẽ đến hỗ trợ cho cô. Trước mắt là nếu em đúng là cái số tiền này thì em hỗ trợ áo quan, mà anh xin được cái áo quan rồi đó thì em sẽ hỗ trợ cho cô cái tiền này để lo hậu sự cho chú ha. Anh thấy sao? Đó cũng được. Nếu anh hỗ trợ được cái áo quan. Dạ. Thì tiền của em nãy em tính là đây. Cho cái áo quan bây giờ để cho cô chi phí. Dạ. Chi phí em như là hỗ trợ cho chú nè. Dạ. Để em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh em thì tình luôn, đây là hai anh em con. Cảm ơn hai chú. Dạ, con thì nhà cùng TV, còn ở đây là Thanh Hồng TV. Con gửi cô ha. Rồi, cháu sẽ trích từ quỹ của cô Sáu Hà ở Mỹ gửi cô là 5 triệu nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Thì tạm thời cái số tiền này là đúng ra là con sẽ hỗ trợ cô cái này là để cái áo quan trước, có thiếu nhiều con sẽ bù thêm. Nhưng mà anh Thanh Hồng đã nhờ được cái trên bên Phước Thiện á, hỗ trợ được như vậy thì cô giữ số tiền này làm chi phí cho chú. Tại vì còn chi phí vận chuyển đi lên Cà Mau nè, rồi còn phải tốn tiền thiêu nè, lấy hai đám tiền ở nhà nữa, đám tiền cũng còn rất là nhiều chi phí. Cảm ơn nha chú. Dạ thì theo cô á, là hiện tại bây giờ đây cho tới ngày mai 21 thì con không nói nha, thì con cái về cô nhóm về đầy đủ không cô? Còn có đứa nữa về được à? Đứa còn giờ hiện tại là trừ cái anh bị bắt bên kia thôi ha, là còn một người chưa về được. À còn người mới mới về tới. Là ở đâu cô? Ở Bình Dương. Nhưng về ba người. Về được ba đứa rồi. Mà đứa nào có nó nào ngay cũng đứa nào cũng nghèo chứ bằng không có gì chơi, đi biển giả giờ không có ôm gì chơi, nghèo khổ. Còn mấy trai mấy gái? Trai không, không có đứa gái nào chứ.
À, năm người con trai. Năm người trai. Mời cô. Con mượn cái mic nha, bắn cho cháu nha, cho cháu nha. Hỏi gì đâu trả lời. Con gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con 11 tuổi. Con học lớp mấy? Dạ, năm nay là lớp 4. Rồi bao lâu rồi không gặp cha? Một năm. Vì con hồi nhỏ lớn là con ở với bà nội hả? Dạ. Buồn không? Có biết, con có biết là ông nội bị gì không? Ông nội sắp không thể nào ở bên con nuôi con được nữa rồi, lo cho con được nữa. Con sẽ không gặp được ông nữa đâu. Thì chú đến với gia đình con. Con thì trước giờ con sống là có ông có bà đúng không? Dạ. Mà bây giờ ông bệnh nặng rồi, không còn ở bên được bên con nữa, thì còn bà nội cố gắng không có hiếu lo cho bà nha. Dạ. Thì cha mình thì cũng không về được, cha có lý do bên đó rồi, bị gì rồi nhà sống mới có hiếu với bà nội nghe không? Ừ, thì cố gắng ở đó, thì con cũng nói thật với cô, anh em thì con sẽ là con nối của mình thường quân để đến chia sẻ những hình ảnh, những cái thông tin của gia đình. Thì khi con sau cái video này, con với anh Thanh Hồng sẽ mở tài khoản hỗ trợ gia đình cô, được cơ duyên mà cô chú anh chị mạnh thường quân trong những người quan tâm đến. Thì nói thật với cô chú anh chị, cho dù một ổ bánh mì nhàn vẫn nhận riêng cái kênh của nhà và anh Thanh Hồng, anh cũng vậy, một ổ bánh mì nhàn vẫn của anh, tại vì đó là cái tiền mồ hôi nước mắt của cô chú anh chị và cái tấm lòng đã đến gửi chia sẻ hoàn cảnh của mình, nên là cháu sẽ nhận hết và cháu sẽ mở tài khoản cháu nhận, rồi khi đó thì được cô chú anh chị phát tâm số tiền cháu sẽ đến chia sẻ cùng gia đình. Nhưng mà cô cứ an tâm, anh em tụi con đã đến đây hỗ trợ hết mình cho cô, cho gia đình. Dạ, cô ba nén cái cảm xúc đau thương là tí, tại vì nó thật với cô chú anh chị, vợ chồng sống nhau năm mà con mà cũng mấy bao lâu rồi cô với chú sống với nhau á? Sống được bốn mấy năm ấy ha. Dạ, thì bây giờ cảm ơn chị. Cho con hỏi như là cô lúc trước thời giờ là ở đâu đó, mới lại đây cô? Dạ, bà nội cũng kẹt mà. Ừ, đúng rồi. Xuống đây năm nay 27 năm rồi. Dạ. Bà ký là ở đâu cô ha? Ngoài Cần Thơ luôn hả? Sổ nước này, sổ nước này chỗ cái đường Đầm Thi Tường đó đúng không? À rồi rồi, sổ nước đúng rồi, khu căn cứ rồi chứ. Khu tỉnh quỹ. À đúng rồi, tỉnh quỹ sổ nước. Xuống đây 27 năm về bằng bướng ăn không à, 27 năm rồi xuống con chút chút không à. Là từ ngày xuống tới bây giờ là cô ở tạm cái chỗ đất này không? Không, ở tùm lum hết trơn, ở đậu chỗ này mới, chỗ kia mới vậy đó, rồi đi bằng bướng vậy đó. Dạ. Ừ. Rồi có nghĩa là chú ổng trước đó là ổng chưa bị bệnh, ổng vẫn đi làm, ổng có thu nhập không? Đi làm, đi vuốt, đi đồ dân câu cá ngát, đồ gì đó. Rồi cũng nghề sông nước của mình ha. Dân câu cá ngát, đồ đi biển, mà đi vuốt teo mà biển nè. Rồi ổng bệnh thì nghỉ, ổng nghỉ đằng này đi phơi vuốt bướm. À. Ổng ở nhà. Cô làm cũng lo cho chú. Thì con nói thật với cô luôn, cái bệnh mà nói tiểu đường á thì cái bệnh đó là cái bệnh nhà giàu thứ nhất, thứ hai nữa là thêm chú bị tai biến nữa, hai cái nó dồn lại cái một thì không đi cà quẹt đi mấy năm rồi. Cô như hàng ngày cô có đi làm công việc gì á? Đi phơi guốc, rồi có tới bộ guốc người ta kêu đi phơi, ổng ở nhà. Rồi vợ người coi chừng á, mà cụ bên sông á coi chừng dồn. Đi thôi guốc cả gì. Một ngày vậy cô làm như được doanh thu được bao nhiêu cô? Cứ tỷ guốc gì ta cho mà được 100-200, còn guốc ít ta cho mà 50-70 gì đó. Dạ. Đúng ra mà chú mà đừng có bệnh nặng này thì cũng ba người sống một nhà thì cũng có cuộc sống cũng được ha. Không như giả. Mà bệnh này thì bao nhiêu cho đủ con nói thiệt. Đúng quá trời khóc hát rồi. Con thứ ba của cô là đi bị ấy là bao lâu mới được ra cô? Năm rồi mà chứ cho về. Là có cho biết là thời gian bao lâu? Biết thì có tiền cho chuột, không có tiền thì ở ngoài. À, có tiền mới cho chuột về. Không có cho thời hạn, nghe nói thời hạn là bao lâu hả? Chưa.
cái số tiền chuộc nó có nhiều không cô? Về đó giờ chuộc tới 300 triệu rồi. 300 triệu. 300 triệu mới chuộc về được hả? Tại vì khi số tiền của nó thì khi cô 300 triệu là một số tiền, nhiều khi cả một cái gia tài của một người. Nói là ai biểu qua bên đó. Thì ở tù giờ nào có từ thiện thì về. Dạ. Không có từ thiện thì không có vé máy bay mình về được, thì mình đâu có về được rồi. Dạ. Một lòng chuẩn bị đúng không? Kêu cho bác hai vô rồi. Tụi bay ơi. Nhàn chắc là tụi bay rồi. Lại nha. Chú không bao lâu đâu. Thì đây cô chú anh chị, thì hiện tại thì nhìn chú thì đang rất yếu nha. Con cái thì hiện tại cũng được hai người con. Cũng đang ở bên cạnh để lúc khi mà chú ra đi thì cũng có được người gia đình. Thì Nhàn cũng chia sẻ thêm một chút nữa đâu thôi cô chú anh chị. Chứ cũng không thể nào chia sẻ nhiều. Thì đây là cái giây phút cuối cùng. Con của chú hả gì? Con mẹ. Con mấy? Năm. Con cháu mắt ra ngại. Hử? Hử? Con đi dưỡng Dương. Dưỡng cái hồng chị quá. Dưỡng đâu rồi trời. Dưỡng không sai. Dương đâu? Không sai. Dương. Bây giờ cha Dương. Có ai đứng trong này? Có rồi đó. Lượng chứ không kẹp. Lại đây. Em nhìn thấy à. Vô con gái. Vô con. Này cô chú anh chị, đây cho một phút. Thôi yên chăng đâu. Thôi cho tao hỏi cho con. Chăng không nhớ lại à. Con ơi bị di dứt đó. Đi, có để cho nước mắt rớt vô. Đừng có khóc để nước mắt rớt vô chúng nha. Để cho nó đi cho ngọt đi. Dạ. Đi cho ngọt đi, đừng có nấm níu lại. Thì nếu đi thì đi cho ngon lành. Người người cô chú anh chị ngắn ngủi như vậy đó. Con đòi Dương ơi, 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 Dương rồi đâu nữa cô kia không rồi ăn heo quá là người á là cái đây không ăn nè đây chuẩn bị rồi đây chuẩn bị đây rồi cứ mới qua xong chưa kêu lại ha chạy xe đi rồi. Đây rồi, chú đây rồi. Chú đây rồi. Chú đây rồi. Rồi Nhàn sẽ tắt video của chúng chị. Hiện tại chú cũng đã đi rồi. Thì cho chú đi trong bình an luôn. Đại cô chú anh chị thì hiện tại giờ này cũng đã là 10 giờ 20 phút rồi nha. Thì tính ra từ lúc nhà xuống tới giờ là đúng 1 tiếng đồng hồ. Thì thời gian lúc đó Nhàn đang quay thì chú ba cũng mắc luôn. Thì Nhàn cũng đã chia buồn với gia đình, cũng đã hỗ trợ cho gia đình số tiền trước. Thì bây giờ Nhàn sẽ chạy về trên nhà nha. Tại vì nó cũng 50 cây số nữa thì Nhàn cũng không ở đây được, tại vì do sức khỏe của Nhàn bệnh rất là nhiều. Mà ban đêm mà đám ma thì rất là nhạy cảm với cái bệnh của Nhàn. Thì Nhàn cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú chị rất là nhiều cũng đã đồng hành và theo dõi video của Nhàn trên con đường thiện nguyện. Lần nữa Nhàn cũng chân thành cảm ơn và chào cả nhà, chúc cả nhà có một buổi tối thật sự vui vẻ bên gia đình người thân. Chào cả nhà nha.